Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 của bộ truyện Thiên Nga Không Trở Lại, tác giả Miên Lam. Ở tập 3 trước, chúng ta đã biết là Trà Khanh đã bị lừa và bị đưa vào cái nơi trồng thuốc phiện. Trà Khanh được gặp Nguyên, một người cũng ở trong đó, rồi kết quả là Trà Khanh và Nguyên được việc cứu ra ngoài. Ở tập 3 hồi hôm qua thì cái đoạn cuối cũng có nhắc đến một nhân vật mới, đó là bà Mỹ, mẹ của Việt. Và bà Mỹ này có những âm mưu như thế nào? Bà Mỹ này xuất hiện trong truyện với vai trò gì? Chúng ta sẽ cùng đến với tập 4 ngay sau đây. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Nguyên ở trại giam cũng không khác trong hầm cỏ là mấy. Những công nhân nhìn cô với ánh mắt miệt thị và giận dữ. Họ hận cô gián tiếp đẩy họ vào trại giam. Họ chửi bới cô ăn cháo đá bát, chửi cô triệt đường sống của họ, không cho họ con đường trở về quê hương. Nguyên im lặng không nói gì. Họ nói họ chửi chán rồi cũng vậy thôi. Cuộc đời cô đã nghe mắng giết, đã nhận những ánh miệt thị của người đời đến nhàm chán, không còn động vào tai nữa. Cô thờ ơ khi họ lại nói là khinh miệt. Họ lao vào cô đấm đá. Nguyên chui vào một góc, ôm đầu bảo vệ. Quản giáo đi vào, hét lên một tiếng, khiến đám công nhân đang nhốn nháo dừng lại. Phạm Mai Nguyên, dọn đồ đi về, có người bảo lãnh. Nguyên đứng phắt dậy, nhìn quản giáo nghi ngờ. Với tội danh trồng cỏ, phải chịu án ít nhất là 6 tháng tù. Luật pháp ở đây có thể ra tù, nhưng phải bỏ ra một số tiền rất lớn bảo lãnh. Trà Khanh chắc hẳn chưa thể khỏe nhanh như vậy được. Ai đủ sức bảo lãnh cho người không giấy tờ như cô? Nguyên đi ra phòng hành chính, ký bản cam kết xong thì được thả. Cô cũng không biết đi về đâu. Giấy tờ tùy thân lúc vượt biên sang đây đã bị người cầm đầu đường dây giữ. Nhà không có, tiền không một xu dính túi. Ở trong căn hầm đó 3 năm trời, cô cũng không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào nữa. Đang tính toán thì cô thấy người đứng ở con xe môi trần đỏ quay lại. Cả hai đều giật mình khi nhận ra nhau. Nguyên, có phải Út Mai, Phạm Mai Nguyên? Nghe lại cái tên hồi nhỏ mọi người thường gọi như một cái gai nhọn, Nguyên lạnh lùng. Dân, chính tôi. Vậy ra cô là Nguyên mà Trà Khanh nhắc đến. Cô trồng cần sa trong hầm đó. Dân, Trà Khanh cô ấy sao rồi? Không vấn đề gì, đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Trà Khanh yếu ớt như vậy, chỉ sợ những trận đòn ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nếu Trà Khanh đề nghị bảo lãnh thì sức khỏe đã ổn, vậy tốt rồi. Huy kín đáo quan sát Nguyên, vẫn dáng vẻ mạnh mẽ như xưa, gầy gọt, trắng trẻo hơn, nhưng nhợt nhạt như ở trong điều kiện thiếu ánh sáng lâu ngày. Vậy còn dì Lý ở đâu? Mẹ cô đâu? Anh hỏi làm gì? Cô trả lời nhanh lên, nếu không tôi sẽ rút đơn bảo lãnh đấy. Nguyên bực mình, nghĩ đến cái trại giam chó chết còn hơn cả hầm cần sa, trả lời cho có lệ. Ở nhà. Ở nhà? Chẳng phải mẹ cô và cô vượt biên kiếm tiền à? Nguyên lạnh lùng nhấn mạnh. Được rồi đấy, vượt biên để kiếm tiền có gì là xấu? Tôi giết người à? Hai chuyện đó có liên quan gì đến nhau? Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Cuộc đời cô buồn nhất là hai sự kiện, sinh nhật tuổi 18 và những ngày vượt biên, mà anh ta lại như không có gì nhắc đến nó, thản nhiên như thế. Cảm xúc của Nguyên đang dâng lên sọc nơi khóe mát. Cô đè nén nó xuống, không muốn tranh cãi thêm nữa. Nguyên dán mắt ngoài cửa kính, cảm nhận cảnh sát 3 năm qua không được nhìn thấy. Cô như lạc vào một thế giới khác, huy hoàng và lộng lẫy, hệt như những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh, với bao ước mộng đổi đời. Đời chưa đổi được, suýt nữa đã chôn chặt cuộc sống sâu song sát. Huy nhận thấy không khí đang căng như dây đàn, anh dịu giọng. Thôi, không nói nữa, tôi đưa cô về nhà trọ của Trà Khanh. Cô ấy dặn dò tôi thế. Cô lướt qua Huy, người đàn ông này là gì của Trà Khanh? Sao lại nhắc đến cô ấy tự nhiên như vậy? Còn người đàn ông đưa cô ấy ra khỏi hầm nữa,
Chẳng lẽ họ là tình địch của nhau? Huy xoay bánh lái nhẹ nhẹ, thấy trong lòng như trút được gánh nặng bấy lâu. Trái đất thật tròn, ông trời cũng khéo sắp đặt. Nhà anh đã tìm kiếm mẹ con dì Lý suốt bao lâu nay. Thiếu nương đào xới cả nước anh này, nhưng không có chút thông tin. Đụng một cái lại tìm được, không hề tốn một chút công sức nào. Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ khi biết tin này, anh vô thức cười thành tiếng. Nguyên liếc nhẹ sang bác gặp. Mày cô nhíu lại, dường như vẻ mặt này cô đã từng thấy những năm về trước. Miranda đi học ở bờ sông Lay. Thành phố cổ kính này thật biết cách kéo tâm trạng của người ta đi xuống bởi những góc phố phủ kín rêu phong. Miranda dừng lại dựa vào góc tường, gọi điện thoại cho bà Mỹ. Mẹ Mỹ, con lo Brian phát hiện lắm, mẹ có nói với anh ấy không? Mẹ đâu có ngu, mẹ không hề. Mẹ nói với nó, mẹ móc nối với một người Việt theo đường dây buôn bán người. Bên kia sao rồi? Con đã xóa hết cam hành trình, dữ liệu cũng xóa hết rồi. Nhưng mà lạ là bên nhà Trà Khanh không tìm hiểu gì cả. Chắc nó nổi tiếng ở Việt Nam, bố mẹ nó không muốn làm to. Với lại làm to, báo chí vào cuộc, thì thân phận nó... Tao thách. Miranda khẩn lại, bỗng thấy tiếng cười của bà Mỹ có chút rờn rợn. Cô ngắt lời. Mẹ à, chuyện từ nay kết thúc. Ryan cũng không còn qua lại với Trà Khanh. Từ nay con sẽ không làm nữa. Gớm, mẹ là gì thằng Việt? Nó lúc nào không nói vậy? Cứ yên tâm theo đuổi nó đi, đàn ông dễ mũi lòng ấy mà. Miranda cúp máy, nhìn mặt trời đang lặn dần sau ngọn núi kia, hít sâu một hơi. Có thể Brian chưa biết, nếu biết mà vẫn tha thứ cho cô như vậy, thì Trà Khanh hẳn là không quá sâu nặng trong lòng anh ấy. Cô sẽ thử một lần cuối, để kéo Brian về bên cạnh mình. Việc hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Một giọng nói trầm vang đanh thép vang lên. Vào đi. Anh mới dám đẩy cửa đi vào. Ông Phúc ngồi thẳng lưng ở ghế. Bà Ngọc dậu dàng đứng dậy rít lên. Tại sao? Tại sao cậu đã hứa với chúng tôi là sẽ không bao giờ để con tôi gặp mẹ cậu mà lại làm như vậy hả? Mẹ con... Thưa bác, mẹ con chưa gặp cô ấy. Cậu nói cho ai nghe hả? Mẹ cậu trùng hợp đến mức mẹ cậu sang đây trúng đợt con gái tôi đi lưu diễn. Tôi xin cậu đấy, hãy buông tha cho con gái tôi. Tôi xin cậu đấy, nó không có lỗi. Cậu muốn gì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng. Bà Ngọc nấc lên. Cứ nghĩ đưa con gái bà nâng như trứng mỏng, tiếp xúc người đàn bà ấy, tim bà thắt lại lo lắng. Ông Phúc nắm chặt bàn tay đặt trên thành ghế. Yết hầu ông lăn lộn, cố nén cơn giận đang bốc lên mặt phần phần. Bà ấy đã làm thế nào? Mẹ con móc nối với đường dây buôn người qua một người bạn con ở bên này. Bạn? Một người như mẹ cậu chưa đủ nguy hiểm với con bé hay sao mà còn thêm bạn? Cậu đã hứa những gì với tôi 7 năm trước. Không thể nhịn nữa rồi. Ông Phúc, lần này ông có tha thì tha. Tôi nhất định phải cho bà ấy vào tù. Tha cho bà ấy mấy lần rồi. Con gái tôi nằm đó không trở lại thì ông mới hết lo lắng hả? Việc nghiến chặt cơ hàm, đôi đồng tử đỏ sẫm. Lời hứa 7 năm trước như cào nát tâm can anh. Anh đã dằn lòng được 7 năm qua. Chỉ một lần nhìn mặt cô ấy đã gây ra nông nỗi này. Việc từ từ quỳ sụp xuống sàn lặng ngắt, không thể nói gì, tiếng nói đến cổ họng bị nghẹn lại. Xin bác, con xin bác đừng làm vậy với mẹ con. Cái đứa trẻ này làm gì vậy? Đứng lên đi. Bà Ngọc dội dàng kéo Việt đứng lên, nhưng cả người anh không nhúc nhích, bàn tay nắm lại run bần bật. Con xin lỗi hai bác, là sơ suất của con, là do con sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa. Hai bác có làm gì, xin hai bác nhắm vào con. Ông Phúc thở dài, ông đứng lên đi lại bàn trà. Cậu đứng lên, chúng ta nói chuyện, cậu cứ như vậy á, Trà Khanh nó biết sẽ buồn. Cuộc nói chuyện rất dài,
cho đến khi ánh hoàng hôn le lói trên những tòa nhà cổ của Edinburgh hạ bức màn thẳm đen. Việc ra khỏi khách sạn, đi dọc theo hành lang sâu hun hút, cái bóng siêu vẹo trên bức tường vàng hát ánh đèn đờ đẫn vào trong đôi đồng tử mất đi tiêu cự, rồi cái bóng chìm hẳn vào đường phố lấp lánh ánh đèn. Ông bà Phúc đứng trên ô cửa nhìn xuống, bà lau nước mắt, ông thở những tiếng thở dài, không giấu nổi những lo âu trên đôi mắt hàng sâu dấu vết những ngày tháng cũ. Cứ cho là thằng Huy cứu con bé đi. Sau 3 ngày, Trà Khanh được xuất viện trở về nhà khách. Nguyên cũng về cùng với cô. Có vẻ hai cô gái rất tâm đầu ý hợp. Trà Khanh nằm trên giường, chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hôm nay thời tiết ấm hơn, nắng chiều đã nhuộm rực rỡ cả căn phòng và khoác lên người cô tấm áo vàng óng ánh. Bên ngoài khung cửa trong suốt, dần dương đỏ tròn vành vạnh, đem theo ánh sáng dịu mát, thủng thỉnh trôi về phía tây. Khanh ngắm khung cảnh chiều tà trong giây lát, ôm con mèo trắng, nghịch nghịch lớp lông mềm của nó. Nguyên ngồi bên bậu cửa sổ, đọc một cuốn sách về nông nghiệp gieo trồng gì đó. Khanh cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời lấy đi của cô một người bạn, lại mang về một người bạn khác. Ông Phúc bà Ngọc tay xách nách mang đi vào phòng. Nhìn con gái nằm trên giường, bà Ngọc ôm lấy con, nước mắt không ngừng chảy. Trà Khanh bật cười lau nước mắt cho mẹ, ôm mẹ mẹ nheo. Mẹ mà khóc là con khóc theo bây giờ, con chỉ gầy hơn chút thôi. Tai qua nạn khỏi rồi mà mẹ. Mẹ nhìn này, khỏe không? Béo hơn chưa? Béo cái gì mà béo? Xanh xao vàng dột thế này. Ngày mai về Việt Nam ngay lập tức, không lưu diễn gì nữa. Trà Khanh ôm cánh tay mẹ làm nũng. Chỉ là một tai nạn thôi mà mẹ. Lúc nào đoàn lưu diễn xong là con về luôn. Con dưỡng bệnh vài bữa nữa nha mẹ. Chứ giờ vé máy bay đặt rồi, mà còn mấy sự kiện với đoàn nữa, con về nhớ báo chí lại y nhăng. Cũng may có thằng Huy nhanh nhẹn cứu con phải đối tốt với nó đấy, nghe chưa? Mẹ sẽ dặn dò nó để ý con bên này. Bà Ngọc nhìn sang cô bé gầy mảnh đứng bên cạnh. Bà nắm tay Nguyên. Cảm ơn cháu, rất cảm ơn cháu đã cứu con gái bác. Cháu cần gì cứ nói đừng ngại, gia đình bác sẽ hết lòng. Nguyên là con gái bạn thân của mẹ anh Huy tìm kiếm đã lâu đó mẹ. Bác ấy đang tìm hộ chiếu thất lạc cho Nguyên. Cậu ấy cũng là nạn nhân bắt bị trồng cỏ như con. Bà Ngọc vừa chải tóc cho con gái, vừa tắm tát. Nhà bên ấy không tìm được thì để ba mẹ tìm cho. Thằng cu Huy vậy mà thông minh quá, xem ra thương út của mẹ rồi. Không có nó thì không biết mẹ còn gặp được con không nữa. Cái bà này nói gỡ à, con gái tôi á đố đứa nào làm được gì. Nhưng mà thằng Huy coi cũng được, làm ăn nhanh nhẹn mà cũng có tình. Sau việc này, có khi là hai đứa cũng bén duyên luôn đấy. Mẹ, cứ từ từ đi, chuyện đó tính sau. Ba mẹ cứ về lo chuyện làm ăn. Con ở đây cũng khỏe rồi, còn có Nguyên nữa. Con nghỉ ngơi vài ngày, rồi sẽ bay về sau nhé mẹ. Còn với cái, chưa đến đã đuổi đi rồi. Trà Khanh ôm mẹ Ngọc cười hì hì. Nguyên nhìn cả gia đình Trà Khanh vui vẻ, chạnh lòng một chút. Hai bác ấy hài lòng Huy như vậy thì hẳn là Trà Khanh sẽ chọn Huy. Nguyên đi ra ngoài hành lang, nhìn ra những chùm hoa cát đằng. Cô cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như thế. Trà Khanh ở phòng, lôi hết đống váy vóc ra, bắt Nguyên thử cho bằng được. Sức khỏe của cô đã ổn định, ở thêm vài ngày nữa rồi sẽ về Việt Nam. Hôm nay mấy người bạn học cùng cấp 3 hẹn gặp nhau. Trà Khanh nhất định kéo Nguyên đi. Cô thấy Nguyên vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài. Phải để Nguyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, cô ấy sẽ hòa nhập nhanh hơn. Nguyên cầm váy hai dây trên tay ngại ngùng. Mình không mặc cái này đâu, hở lắm. Trời ơi, có hở gì đâu. Mình là người theo phong cách kín đáo mà. Hở vai một tí có sao đâu. Cậu mặc cái này lên xem, đẹp lắm đấy. Thử mặc váy một lần đi mà. Hay thôi, mình ở nhà, mình không quen. Cần gì quen ai? Chúng nó cũng đưa người yêu đi hết mà. Chỗ đó là khu công cộng người Việt,
quán xá y hệt Việt Nam luôn. Đến đó mình sẽ giới thiệu cho cậu một vài anh. Trà Khanh, mình không hợp thật. Không được, không hợp cũng phải mặc. Khoác cái đi gan vào nữa, có hở chút nào đâu bà nội. Đi mà vui chơi hôm nay thôi, sang tuần là về Việt Nam rồi. Trà Khanh ngắm nghía mình trước gương một chút, thấy ổn ổn rồi mà nhỏ Nguyên mãi chưa ra. Còi xe của Huy đã bíp bíp dưới cổng. Cô ngó xuống qua rặng hoa cát đằng, vẫy vẫy tay với anh, rồi dạo nhẹ kéo Nguyên ra. Xinh đẹp quá, con nhỏ này dáng dấp còn cao ráo hơn cô mà không chịu diện đồ gì hết. Đẹp bá cháy luôn nha. Nguyên có chút thẹn thùng, từ nhỏ tới lớn, quả thật cô chưa bao giờ ăn mặc thế này. Hai cô gái đi xuống, Huy đứng dựa vào con xe đỏ nhìn Trà Khanh mỉm cười. Cô gái của anh lúc nào cũng xinh đẹp như thiên thần. Lướt qua Nguyên, anh kéo hàng kính đen xuống treo lơ lửng nơi sống mũi, há hốc mồm. Xem ra, tài nghệ mix đồ của Trà Khanh cũng đỉnh của chóp đấy. Hô biến dịch thành thiên nga thật sự. Huy tấm tắc. Ờ Trà Khanh, em quả là có bàn tay thần đó. Em mà lý, bàn ghế em còn đổ giận được nữa là người. Anh thấy đẹp không? Như người mẫu luôn ấy. Ừ, mai mốt thiết kế cho anh vài bộ nha. Không dám, vest anh nó toàn hàng hiệu, em không đỡ nổi đâu. Nguyên lạnh mặt không nói gì, nghe cặp đôi cười nói, lùng bùng lỗ tai. Cô ăn vận thế này, xấu hổ muốn chết. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ, duy nhất hai lần Nguyên mặc váy. Lần sinh nhật thứ 18 và lần này. Nghĩ đến cái lần sinh nhật đó, Nguyên lại cười khổ. Một tai nạn mà đời này sẽ chẳng thể nào quên được. Trong phòng tiệc, bạn bè đã đầy đủ. Thấy ba người bước vào đều ồ lên. Nghe nói Trà Khanh đã trở thành diễn viên múa ba lê nổi tiếng trong nước. 7 năm rồi mới gặp lại, vẫn dáng vẻ thiên thần như xưa. Trà Khanh hào hứng kéo Nguyên ngồi xuống hội con gái, bắt đầu tám đủ thứ chuyện. Nhỏ Ngọc Anh giờ sang chảnh thế này, là chủ của một chuỗi spa trong cộng đồng người Việt. Còn Mỹ Kim thì chuyển sang làm chủ một nhà hàng ẩm thực Việt nổi tiếng. Tường Vi là bác sĩ, vân vân. Nguyên ngồi lặng im, không biết nói chuyện với ai. Bạn bè Trà Khanh ai nấy đều thành công và có chỗ đứng trong xã hội. Cô không có gì để nói cả. 3 năm trong căn hầm đó, vốn sống cũng bị tiêu tan. Nguyên đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, cảm thấy tâm trạng khá hơn, lại thêm vài ngụm nữa. Cả bạn đang ăn uống rôn rã thì một cặp đôi bước vào. Mấy người bạn xôn xao, Trà Khanh vẫn đang tám chuyện, không để ý lắm. Ai chà chà, Ryan Việt Nguyễn sao? Lâu ngày quá, đúng là phong Việt, lúc ẩn lúc hiện như gió nhỉ. Xem chừng cậu này đối vận quá, có cả gái đẹp đi kèm nữa cơ. Khá, một người bạn khác trầm trồ. Lúc này Trà Khanh không để tâm vào những câu chuyện đang tám dở được nữa. Ánh mắt sơ ý liếc đến bóng dáng bước vào. Đôi mắt cô trừng to, rồi dội cụp xuống, toàn thân cứng đờ. Việt chỉ hơi lướt qua Trà Khanh, rồi không để ý đến nữa. Huy rót rượu cho Việt, gương mặt bắt đầu căng lên thách thức. Vào muộn thì chịu phạt đi, theo quy tắc. Ok, chấp các cậu. Việt cầm ly rượu đầy uống cạn, lại một ly đầy nữa, rồi tiếp một ly. Miranda lo lắng ngăn anh lại. Em cũng đến muộn, em uống cùng. Không cần, để anh. Rượu Việt Nam nặng đô lắm, em không quen đâu. Trà Khanh nhìn sang cười khẩy. Trình diễn yêu đương cho ai xem ở đây? Tưởng mỗi mình anh có tình yêu chắc. Cô cầm bát súp nóng, hì hục ăn. Tốt hơn hết là cô không nên quan tâm đến họ nữa. Bạn bè nhất loạt nâng ly lên đồng khởi. Trà Khanh cầm chén đứng dậy, vừa đưa ly đến miệng thì Huy ngăn lại. Em nhấp môi thôi, để anh. Sao phải nhấp, em biết uống mà. Trà Khanh uống cạn một chén, nó cay xè từ đầu lưỡi, rồi chảy xuống cổ họng, thổi bùng lên thành ngọn lửa nhỏ râm ran. Cô lại rót thêm một chén đưa lên. Hình như tôi chưa từng uống với anh Việt nhỉ, chúc anh một chén. Bạn bè xung quanh nhìn hai người, Miranda và Huy cũng nhìn hai người. Ánh mắt Việt thâm trầm nhìn chén rượu trong tay Trà Khanh. Biết uống rượu như nước lã từ bao giờ? Không phải là đang say chứ? Anh có chút lo lắng trong lòng.
cô không còn là con mèo nhỏ ngày trước nữa, giờ đã thành con nhím lông xù. Say để thằng kia nói thịt à? Thật là trẻ con hết chỗ nói. Quả thật, Trà Khanh cũng hơi ngà ngà men say. Cô đã uống với bạn bè mấy cốc bia, giờ chuyển sang rượu. Cô thấy cảnh vật trước mắt mình loang loáng, nhưng say máy thì cô vẫn biết được người trước mặt mình là ai, anh ta đang có hạnh phúc thế nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Việt. Anh không uống được hả? Việt nghiêm nghị nhìn Trà Khanh rất đúng mực. Được. Hai cái ly cùng vào nhau, nghe tiếng keng như sắp dở làm đôi. Trà Khanh đã bắt đầu mơ màng, hai mắt lờ đờ ngu ngơ hết sức. Ánh mắt hai người giao nhau, giống như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cả hai. Nó thôi thúc khiến lòng người khó chịu. Bị cặp mắt kia nhìn thẳng vào mình, Trà Khanh bối rối, khuôn mặt nóng lên. Cô bắt đầu hối hận vì dám đối diện thẳng thừng với anh. Nhưng hình như hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô không dám nhìn nữa, tự nhiên dịch chuyển tầm mắt xuống phía dưới rồi đổ chén rượu vào miệng. Lại một đợt cay xè đáng chát, nhưng giờ dạ dày đã thấy quen. Việc ngồi xuống, Miranda đưa mồi đến miệng, anh vui vẻ cầm lấy. Trà Khanh yên lặng nhìn cặp đôi kia đang chăm sóc nhau. Trái tim như bị sợi dây vô hình thắt chặt đến nghẹt thở. Cô không thể nhận được cảnh trước mặt, đứng phát dậy. Tôi đi nghe điện thoại một lát, mọi người cứ uống. Trà Khanh ra ngoài, Nguyên cũng lảo đảo đứng dậy đi theo. Hôm nay cô cũng uống hơi nhiều. Trà Khanh vừa ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì nghe tiếng đàn ông nói chuyện loáng thoáng bên trong. Cô nhắm mắt lại, lắc đầu rồi lại mở ra. Đây là nhà vệ sinh nữ mà nhỉ? Sao lại có tiếng đàn ông? Cô nhìn lên biển hiệu trên cánh cửa. Trời ơi, hú vía! Cô say đến nỗi vào nhầm nhà vệ sinh nam. Trà Khanh bóp trán, toan đi về phòng hát thì nghe được tiếng loáng thoáng. Ryan! Ryan! Cái tên này quả có sức mạnh đè nặng chân khiến cô khựng lại. Tim Trà Khanh đập thình thịch. Cô hé cánh cửa nhà vệ sinh nam nghe lén. Ở trong đó, hai người đàn ông da trắng đang nói chuyện với nhau. Một thằng châu Á cao tầm 1m8, mày tìm cho rõ đi. Định vị thấy nó vào phòng karaoke, phải lấy bằng được thông tin. Lần trước không phải nhà khách đại sứ quán thì đã luộc được rồi. Chỗ này là khu người châu Á, lại toàn da vàng, tao biết tìm sao? Theo con chip mà tìm, nó cặp với một con ả tóc vàng, hai đứa nó như hình với bóng. Trà Khanh run rẩy sợ hãi. Ryan, da vàng, châu Á, vừa đi vào phòng karaoke sao? Đúng là việc rồi. Cô nhớ cái lần trong hẻm anh bị đuổi bác, Trà Khanh không nghĩ được gì nữa. Trong đầu cô duy nhất một ý nghĩ, việc đang gặp nguy hiểm. Cô chạy vội vào phòng hát, quét mát khắp phòng rộng, không thấy việc đâu. Phải làm sao bây giờ? Tử lượng của việc xác thực không cao, tuy nhiên không kém đến nỗi vừa dính vào liền say. Nhưng hôm nay, uống một ly với Trà Khanh xong, thì anh cảm thấy cả người mình chao đảo. Nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng. Anh phải ra ngoài để hít thở không khí, xốc lại tinh thần một chút. Anh sợ ở trong kia sẽ không kiềm chế được mà biểu lộ cảm xúc với cô. Hút hết một cây pot thì bất ngờ thấy Trà Khanh hốt hoảng lao đến như một cơn gió. Việt, anh đây rồi. Liền ngay sau đó, anh thấy mình bị Trà Khanh đẩy mạnh vô tường. Trà Khanh nhìn một lượt quần áo, tay sờ nắng khắp người. Cả người Việt cứng đơ, không biết làm thế nào để ngăn cô lại. Ừ, làm cái gì vậy? Việt, em yêu anh. Nhất định hôm nay anh phải là của em. Mình kiếm chỗ nào ngủ với nhau đi. Việc ngẩn người. Hôm nay Trà Khanh bị hoang tưởng sao? Hay là sau thời gian trồng cỏ, cô ấy có vấn đề? Liệu chúng có ép cô hút cần không? Con thỏ nhút nhát, sao giờ mạnh bạo vậy? Lại còn nói tiếng Anh với anh. Trà Khanh lo lắng nhìn phía hành lang sâu hôn hút, rồi cô dứt khoát cởi áo Việt. Anh vội chụp tay cô ngăn lại. Này, đừng có lợi dụng. Anh lì vừa phải thôi, mình vốn là của nhau cơ mà. Yêu anh nhất, anh đẹp trai sáu múi hàng bự của em. Này, Trà Khanh, nói cái gì vậy?
Em Miranda đây mà, anh không nhận ra em sao? Anh sai rồi, mình đến khách sạn On Waverly luôn nha anh. Việc bị bàn tay Trà Khanh sụp sạo khắp người, thổi bùng lên ngọn lửa, đứng như trời trồng không phản kháng được. Trà Khanh dứt khoát cởi áo khoác của anh dứt xuống đất. Cái này nhiều nút thế này, hẳn là có chip. Xong xuôi, cô nhìn một lượt, không thấy còn cái nút nào trên bộ quần áo anh nữa, mới thở phào ghé tay anh nói nhỏ. Việc không nhận được cười, con thỏ đế này cũng thông minh đấy. Anh nhanh chóng kéo Trà Khanh vào một phòng hát trống, đóng cửa lại. Vào đây ngồi một chút, để chúng nó đi rồi tôi đưa cô về. Sao biết chúng tìm tôi? Trà Khanh bối rối, đỏ mặt không biết phải làm sao. Nghĩ lại cái kế của mình vừa rồi, muốn độn thổ quá. Tôi vào nhà vệ sinh nam, nghe họ nói chuyện. Vừa xuất diện lại uống đến nỗi không đọc được bảng chữ trên nhà vệ sinh à? Trái tim Trà Khanh nảy lên một cái. Sao anh biết tôi xuất diện? Việc bị hớ một câu, không biết chữa cháy thế nào, đành nói. Nghe mấy đứa bạn lúc nãy kể, cô biết uống từ lúc nào? Từ sau khi chia tay anh. Sau câu nói của Trà Khanh, không khí đặc quánh trong im lặng. Suốt mấy năm nay, hai người đã cố ý quên đi cảnh tượng đó. Thời khắc hiện tại, đột nhiên tất cả lại ùa về trong đầu. Dù đã qua lâu như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu không thôi. Trà Khanh buồn tay buồn chân, bày giỏ hoa quả, bày các loại hạt ra bàn, rồi cô lại giơ chai bia trên bàn mở nắp. Việc nhìn Trà Khanh không hiểu cô định làm gì, ăn hết được cái đống kia sao? Cô hì hục mở nắp bia mãi mà không được. Việc giật lấy, đặt cạnh bàn nảy nhẹ một cái, nắp bia liền rơi xuống. Tôi uống thôi, cô chưa đủ hay sao? Phải, uống một chút á, nhỡ chúng nó vào đây mới thấy đang đi hát, chứ anh định ngồi tâm sự sao? Nào, chút một ly nào. Đằng nào cũng là bạn cũ, anh sợ tôi ăn thịt anh à? Việc nhìn đôi má đỏ hay hay của Trà Khanh, giọng điệu khàn khàn này chứng tỏ đã có chút men trong người. Anh cho thêm đá vào cốc của cô rồi cùng ly. Anh làm gì mà chúng nó truy sát vậy? Không có gì. Trà Khanh biểu môi bực bội uống cạn cốc bia, lại rót thêm một cốc nữa. Cô dám dẳng. Suốt ngày bí mật, anh không thấy chán à? Sao mà chán? Có gì nói thẳng toẹt ra đi, ôm cái đống bí mật trong người, anh có thấy khó chịu không? Có. Có sao phải chịu? Không làm khác được. Trà Khanh không thể hiểu nổi thế giới quan của anh ta làm sao nữa. Cả người cô bứt rứt, cô lại uống thêm một cốc, bia mát lạnh trôi xuống dạ dày dịu tâm trạng hơn. Xong mấy chén rượu lúc nãy đã khiến cô say rồi, bây giờ thêm bia vào càng choáng váng đầu óc hơn. Cô tựa đầu vào ghế sofa, ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Vậy thì thành công, đẹp trai thật, đúng là mình thích trai đẹp. Cô lẩm bẩm một mình. Không đẹp trai thì làm sao ngày trước mình lại say như điếu đổ được. Trà Khanh vô thức đưa tay lên, chạm vào lông mày rậm rạp của anh, rồi kéo má anh dài sang hai bên. Cấu trúc khuôn mặt anh hay nhỉ? Sao lại hay? Giống cái lưỡi cày. Việc trừng mắt, bắt lấy bàn tay đang sờ soạn khuôn mặt mình. Anh không điển trai đến mức như nam thần, nhưng cũng chưa ai dám nói anh có khuôn mặt lưỡi cày. Luyên thuyền, cô đã gọi tôi là hot boy đấy. Tôi đã nói hết câu đâu mà anh nhảy vào mồm tôi thế. Mặt anh giống hình cái lưỡi cày, nhưng mà không chỉ ra như cái lưỡi cày. Cái lưỡi cày nó hết ra, còn mặt anh nó thẳng xuống như này này. Trà Khanh cười khúc khích, vì không nhận được, khóe miệng cũng kéo theo. Anh chưa từng biết Trà Khanh lúc say lại có thể nói nhiều, bêu xấu anh cực độ thế này. Trà Khanh say xỉn, lộ ra bản chất ngây thơ. Hết nói chuyện khôn đến đồn chuyện dại, rồi lại cười ngu ngốc. Rất đáng yêu, giận dữ, bực bội, trẻ con đều bộc lộ ra ngoài. Đôi mắt đen mơ màng không có tiêu cự, mi dài cong cong, môi mỏng đỏ hồng hơi hé mở mê hoặc, gò má hay hay đáng yêu,
mũi nhỏ xinh xắn, tóc mai rối loạn phong tình, da dẻ trắng sáng mềm mại như trẻ thơ. Trái tim Việt ngứa ngáy vô cùng, anh chứng kiến cô lớn lên, từ một cô nhóc phách lối đến hôm nay đã trưởng thành, mềm mại không xương nhưng lại vô cùng tự tin và quyết đoán. Bình thường tuyệt đối không dám nhìn cô bằng ánh mắt này, nhưng hôm nay trà khanh say, anh để cảm xúc mình buông thả. Cô thấy cái lưỡi cạn nào đẹp như tôi không? Trà khanh lắc đầu cười ngây ngốc. Cô nhìn vào đôi mắt quyến rũ của anh, đôi mắt cô vô tội lại bi thương hệt như một con thú nhỏ. Anh chán ghét tôi lắm sao? Ồ không. Vậy sao lại chia tay? Việc chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng đàn ông lao xao. Hai thằng da trắng nhìn thấy chiếc áo khoác bị vứt cuối hành lang, cầm lên soi cúc áo màu đen, chúng nghiến răng ken két chửi thề. Mẹ nó, tẩu thoát rồi, có khi nó biết mình gắn chip. Biết thế quái nào được, gắn từ lúc nó thanh toán mua hàng, bọn nó say lắm rồi, áo vứt đây, khăn vứt kia. Mày nghe kỹ đi, con ngựa cái kia rủ nó vào khách sạn On Waverly. Thằng Tây cau mày ngẫm nghĩ một lúc, rồi hất cầm ra lệnh. Nó chưa thể đi nhanh như thế được, vào lục soát đi. Tay nắm cửa vừa phát ra tiếng động nhẹ một cái, Việt vội kéo Trà Khanh đổ người vào mình. Anh đưa tay xuống dưới, vén váy cô, vuốt từ bắp chân thon mảnh dần lên. Lửa đốt trên bàn tay anh lưu luyến. Việt cố kiềm chế, cảm thấy mình thật sự vô sỉ với Trà Khanh, nhưng không dừng lại được. Cơ thể mềm mại của cô lọt thỏm trong vòng tay khóa kính của anh, mang lại cho anh cảm giác lân lân đỉnh điểm. Nửa lo lắng hai thằng tay ngoài kia sẽ phát hiện ra, nửa muốn giây phút này kéo dài hơn, khiến cả người anh kích động vô cùng. Thằng tay nhìn cảnh tượng mờ ám và chiếc bàn đầy đồ ăn, biểu môi đóng cửa lại. Hắn đứng ngoài, dương đôi mắt cố vọ xuyên qua ô kính. Tao tưởng bọn châu Á e thẹn lắm, nó còn hơn cả phố đèn đỏ Thái Lan. Phòng này còn đỡ, tao vừa qua phòng kia, nó thoát y múa cột luôn. Thôi qua khách sạn, con đi cùng nó tóc vàng, con này tóc đen. Hai thằng tay vừa đi, Việt bỏ bàn tay xuống thở phù một cái. Trà Khanh vẫn nằm yên trên người anh. Khuôn mặt cô dán vào vòng ngực rộng, nghe tiếng hít thở ngày càng gấp rút của anh. Cô cười khúc khích. Người này làm cái gì mà tim đập nhanh thế nhỉ? Cô rướn người lên để gần anh hơn một chút nữa. Khuôn mặt lưỡi cài này quả thật rất đẹp, vẫn trẻ trung nhưng giữa hai hàng lông mày đã lộ ra sự trưởng thành, chín chắn, trong cương nghị và vô cùng chính trực. Cô không nhìn rõ bên trong đôi mắt nâu kia đang ẩn chứa những gì, chỉ cảm thấy cả người bị bao lấy bởi một bầu không khí mập mờ, nóng dần theo từng hơi thở. Trong nháy mắt, Việt vô cùng hiểu rõ lòng mình. Anh không muốn buông Trà Khanh, đến nỗi chỉ cần vừa nghĩ mình sẽ ôm một người khác không phải cô, tim anh đau nhói như bị dao đâm vào, từng nhát, gần như không chịu nổi. Tình yêu là thế, chưa được nếm thì thôi, nhưng đã nếm thử một lần, nghiện ngập và khao khát không muốn thả. Hơi thở ấm nóng tỏa ra từ chóp mũi anh, quấn quýt lấy gương mặt cô, nóng bừng trầm khang không dứt. Việc khao khát đôi môi mềm ngọt dịu của Trà Khanh như cái đêm hôm đó, bàn tay anh nâng niu cánh môi hồng rực rồi cúi xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên trong ngực hai người, Trà Khanh gấp gáp ôm cổ anh đáp lại, nụ hôn mãi miết như muốn nhập cả hai tâm hồn vào nhau. Nụ hôn dài dai dẳng triền miên được phủ ánh đèn lấp lánh của phố cổ ngoài kia. Hôn rồi hôn mãi, cho đến khi thiếu khí mới buông ra. Trà Khanh nép mình vào ngực anh, hơi thở hỗn loạn mềm như trước. Việc nhắm mắt lại, cố nhớ đến những lời hứa với ông Phúc, nhưng sự ngọt ngào hờn dỗi của Trà Khanh khiến nó không còn sức nặng nào nữa. Việc, anh có yêu mà, anh còn cãi à? Cái mồm cá ngảo của anh dám cãi à? Ừ, anh có yêu, yêu Trà Khanh. Nói lại, anh yêu Trà Khanh, rất yêu. Việc không thể nào ngăn nổi tiếng nói yêu cô. 7 năm rồi,
anh cất giấu tiếng yêu. 7 năm anh luôn lấy cớ hận thù để ghét bỏ, để tránh xa cô, nhưng không thể. Trà Khanh như một bông hoa tươi mát đã cắm rễ trong trái tim anh. Càng lui vào bóng tối thì nó như được ủ mầm càng nở rộ. Anh vòng tay che kín người Trà Khanh, ngửi mùi hương mát dịu của riêng cô ấy. Trà Khanh dựa vào ngực anh, tùy ý và lười biếng. Cô tận lực mà dụi gương mặt ửng đỏ trong vùng ngực rộng, mè nheo vui vẻ. Ngọt quá, nhưng buồn ngủ. Đêm nay, Việt muốn bông hoa trà này say, say mãi. Trà Khanh say, ở bên cô ấy, Việt như một người khác. Không tự chủ được, miệng buông nở nụ cười. Được sống thật với chính mình, anh ôm cô ra ngoài. Gió đêm thổi qua người lạnh buốt, nhưng Trà Khanh được bao bọc trong vòng tay ấm. Đầu óc cô mơ màng, cảm giác được mình được người khác ôm ngang gối bế lên. Sau đó tựa đầu vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở người đó còn mang theo hương vị của ánh nắng mặt trời, vô cùng dễ chịu lạ lẫm, nhưng hơi thở lại vô cùng thân thuộc. Việc đặt Trà Khanh lên giường, lưu luyến ngắm nhìn rồi đắp chăn cẩn thận. Anh đi đến bàn máy tính, sự nuối tiếc hằn lên trong đôi mắt đỏ rực của anh. Lúc này anh muốn Trà Khanh đến điên dại, nhưng lại không thể. Cuộc đời này không cho phép. Trong lúc đó, cũng ở tại một phòng khác, Nguyên say rũ rượi nằm rạp trên bàn. Huy cũng say, rất say. Anh ôm đầu nhìn vào chiếc vòng bạc trên vùng cổ trắng xanh, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Gương mặt Nguyên lúc ẩn lúc hiện, rồi biến thành khuôn mặt Trà Khanh, rồi rõ ràng gương mặt Nguyên. Huy ôm đầu khàn đột, giọng thì thào chỉ trích. Mai Nguyên, cô lấy trộm cái vòng cổ đó của Trà Khanh phải không? Cô có ý gì hả? Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Huy, ánh mắt đắm say mê mải. Cô không hiểu anh nói gì, nhưng cô vẫn cười. Cô nhớ lại ngày trước, anh cũng cười với mình như thế. Lần đầu tiên, Huy thấy Nguyên cười. Nụ cười huyền ảo truyền vào ngực anh nhức nhối. Anh nhắm mắt lại. Nụ cười này là của Trà Khanh, không phải cô ta. Cô bé thiên thần Trà Khanh năm ấy, cô ta dám giả danh Trà Khanh của anh sao? Huy nắm cầm Nguyên ép nhìn vào mình. Cô khép hờ mắt, đôi lông mi run rẩy rồi nhắm lại. Trái tim Huy chao đảo. Anh bất ngờ cúi xuống cuốn lấy đôi môi của Nguyên. Lạ thật, chưa từng được chạm vào, nhưng cảm giác lại thèm khát đến vô biên. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà lại vô cùng nóng bỏng. Nguyên ngay lập tức cảm thấy cả thân mình bị nhấc lên. Giây tiếp theo đã nằm gọn trong lòng của một người mang theo hơi lạnh vừa dịu dàng vừa lạ lẫm. Theo phản xạ, vội vàng ôm lấy dữ. Cả hai ngã xuống giường lớn, từng mảnh vải trên người Nguyên bị dứt xuống sàn đến khi không còn gì. Huy một lần lại một lần bừa bãi ma sát cô gái dưới thân, tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng mê loạn của cô. Trong cơn mê đắm, chập choạng tiếng cô gọi tên mình. Huy giật mình nhận ra người trong tay là ai. Không phải Trà Khanh. Khoảnh khắc Huy khựng lại, Nguyên cũng giật mình thức tỉnh. Cô co rúm lại, thân thể run rẩy, lệ nóng quanh hốc mắt, cảm thấy trái tim đau, rất đau. Trong mắt anh, đam mê dục vọng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Song ngoại trừ một chút kinh ngạc hoảng hốt, vẫn còn đâu đó chút bối rối. Huy hốt hoảng bàng hoàng, nhưng không thể dừng lại nữa. Không hiểu tại sao anh lại có thể mê loạn một cô gái không còn trinh tiết đến thế này. Nhưng quả thật, cô ấy cho anh một cảm giác thỏa mãn chưa từng có, vượt qua cả những cô gái còn nguyên vẹn. Rồi cả hai chẳng còn nhớ gì nữa, hòa tan với nhau, kéo dài cho đến sáng bình minh. Sáng sớm hôm sau,
Tiếng ô tô phanh khét rẹt trước cửa nhà công vụ. Huy bực tức xông vào, nhưng đã thấy Việt quần áo chỉnh tề, dường như chuẩn bị đi làm. Trà Khanh đâu? Tại sao cậu lại lôi cô ấy về đây? Để cô ấy ngủ đừng làm ồn, cô ấy say rượu, nhà khách khóa cửa, cậu muốn tôi đưa về đâu? Đừng làm ồn sao? Cô ấy là bạn gái của tôi. Bạn gái của cậu, vậy đêm qua cậu đi đâu để cô ấy say? Có việc. Có việc? Tôi và Trà Khanh không có gì mờ ám như cậu. Lát cô ấy sẽ tự đi taxi về. Cậu cảm thấy không đủ tình cảm với Trà Khanh thì đừng cố giữ. Miranda từ phòng bên cạnh bước ra, tự nhiên khoác tay Việt. Honey, đi làm chứ? Ừ, chờ anh chút. Huy mặt đỏ phừng phừng, quay ra xe phóng đi. Việt quay sang Miranda nói một câu rồi lướt qua. Cảm ơn em, tối qua đã đánh lạc hướng bọn chúng. Anh Việt, em xin lỗi, chuyện Trà Khanh... Nếu biết lỗi, đừng bao giờ tiếp tay cho mẹ Mỹ. Miranda thở dài, bà Mỹ đứng ngay ở cửa, cơ hàm nghiến lại, khắc chế những hơi thở bùng cháy. Việt nhìn gương mặt đỏ rực của mẹ, ánh mắt anh lạnh xuống. Lát nữa cô ấy sẽ tự về. Tại sao đưa nó về đây? Cô ấy say, con không đưa về để người ta chết ngoài đường à? Cho nó chết thay thằng bố nó đi, thằng bố nó sống nhan răng đó, không thấy hả? Ngọn lửa thổi bùng lên trong lòng Việt. Những hình ảnh thời thơ ấu lại xuất hiện trong đầu anh. Anh gần như hét lên. Mẹ đừng suốt ngày nhắc lại chuyện đó nữa. Con đã hứa rồi, mẹ còn muốn gì nữa? Mạng đã đền mạng rồi, mẹ muốn cô ấy chết nữa mới tha hả? Thù hận cả đời là mẹ vui lắm sao? Chúng con có tội gì hả mẹ? Cô ấy có vấn đề gì thì con sẽ bất chấp tất cả quay lại với cô ấy. Kể cả mẹ đấy, con bất chấp hết. Con mệt mỏi lắm rồi. Việc đi vào phòng ngủ khóa lại, để mặc bà Mỹ đứng bên ngoài, ánh mắt vừa thương vừa hận nhìn vào bên trong. Trà Khanh nằm dù trong chăn ấm, ngủ không biết trời đất gì. Mãi tận khi ánh nắng chiếu vào giường chói mắt, cô mới thức tỉnh. Cô nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Hình như họ có hôn nhau, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó. Trà Khanh không nhớ việc nói gì nữa, nhưng cảm giác anh không hề lạnh nhạt với mình như trước kia. Trà Khanh hít một hơi, mùi hương nước hoa nam lẫn quất trong không khí, bỗng mặt đỏ bừng lên. Có một niềm hạnh phúc vô hình đang lan dần khắp cơ thể phấn chấn. Cô vào nhà vệ sinh, nhìn khắp một lượt, thấy một chiếc bàn chải màu xanh dương mới. Cô thoải mái bốc ra dùng, xong xuôi vuốt tóc, soi gương cẩn thận rồi bước ra ngoài. Việt đang đứng bên ô cửa sổ, quay người lại nhìn cô, khóe miệng hơi nâng lên. Đã dậy rồi. Vâng, anh Việt, tối qua... Là tôi say rượu, đừng để ý. Tối qua bộ đồ này là Miranda mặc cho cô, thoải mái không? Trà Khanh bấm ngón tay gầy mảnh vào cạnh bàn thật chặt. Sự phấn chấn vừa rồi nhanh chóng bị cơn hụt hẫng ập đến nhấn chìm. Bộ đồ này có hơi rộng rãi, khiến Trà Khanh rụt người lại tránh cơn gió đông thổi tới. Hẳn là hôm qua cô uống nhiều rồi bị ảo giác. Tôi cảm ơn anh. Để tôi thay ra gửi lại chị ấy. Không cần, đồ mới tôi mua. Nhưng Miranda mặc chợt. Cái chữ người thay thế bỗng vẳng lên trong đầu cô chua xót. Không gian tịch mịch như một cục sắt nặng trịch đè xuống. Chỉ có tiếng động của đồng hồ điểm giây khi con lát đi qua giường tối. Trà Khanh chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, thay bộ quần áo treo gọn gàng trên móc. Cô cầm áo dạ lên bình tĩnh mặc vào. Chiếc áo dạ màu đen trùm kín cơ thể nhỏ nhắn, càng khiến gương mặt trắng đến nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô nhìn Việt mỉm cười. Cảm ơn anh hôm qua đưa tôi về. Tôi về luôn đây. Chào anh. Trà Khanh đi ra khỏi căn nhà đó, đến bên bờ sông lay. Nước mắt đổ xuống như cơn mưa rào. Tiếng nấc nhẹ đánh động những chú chim thiên nga tránh rét. Mùa đông lạnh quá. Gió thổi ngang những bông tuyết chậm chậm rơi trên mái tóc. Cành cây khẳng khiu bên cạnh chứng kiến nỗi buồn của một người cũng lặng thinh. Trà Khanh không biết tâm sự cùng ai. Đứng bám thành cầu sông lay,
thả trôi những giọt nước mắt xuống. Con thiên nga dưới hồ cũng không bay nữa, trốn vào một góc bờ kênh phủ tuyết trắng xóa. Bóng nó như chìm hẳn vào tuyết, chỉ đôi mắt đen láy ngước lên, chia nỗi buồn với cô gái trên kia. Miranda đứng ở sau lưng Việt, dõi theo ánh mắt đau khổ của anh nhìn cô gái bên bờ sông lay. Bàn tay Việt co cụm lại với nhau, nổi gân xanh rõ rệt, nhành mắt anh cũng đỏ dần lên. Từng tế bào trên da anh bị co rút dữ dội. Thiên Nga đã bay đi, sẽ không bao giờ trở lại nữa. Miranda ngước lên trời nhắm mắt lại, một giọt nước trào bên má. Cô cố gắng đẩy cô gái kia khỏi anh đều không tác dụng bằng một đêm họ mặn nồng cùng nhau sao? Cuối cùng rồi cũng đến ngày về nước, Trà Khanh và Nguyên kéo vali vào sảnh chờ sân bay. Vậy là đã qua 6 tháng lưu diễn tại đất nước này, giờ thì về Việt Nam tung hoành thôi. Một người phụ nữ trung tuổi cũng check-in hàng bên cạnh, nhìn thấy cô gái mắt lóe sáng. Bà vội thu gọn giấy tờ rồi đi nhanh về phía con trai. Mẹ đã check-in xong rồi à? Bà Mỹ liếc khuôn mặt ủ rũ của con trai, thở dài thường thường. Con với cái, mẹ già không nhờ được, chỉ vì một đứa con gái nặng nặc đồ đi xa. Vì câu mày khó chịu, anh không phải không muốn về gần mẹ, nhưng hai mẹ con không hợp nhau lắm, ở gần lại sinh hụt hạt. Mẹ không thể không nhắc đến chuyện đó sao? Con xa nhà, nhưng có để mẹ phải cực nhọc gì đâu. Mày không phải không muốn về với mẹ, mà mày chỉ muốn ở đây để nhìn con Khanh thôi phải không? Riết rồi có coi mẹ ra cái gì không? Mẹ đừng suốt ngày nói đến cái chuyện đó. Con sẽ về, nhưng không phải lúc này. Mẹ nhắc cho mày sáng mắt ra. Lo liệu chịu trách nhiệm với con Miranda đi. Tối hôm qua, hai đứa dính lấy nhau như thế nào á, mẹ thấy hết rồi. Nó là đứa đàng hoàng tốt tính, không phải như con Khanh mày chơi xong rồi bỏ. Cái tính cả thèm chóng chán của mày á, làm khổ con gái nhà người ta đấy. Mẹ nói cái gì vậy? Trà Khanh đang cầm vé máy bay, quay lại ghế ngồi, thấy người đứng giữa sân bay sững lại. Cuộc nói chuyện của mẹ con nhà kia vô tình văng vẳng vào tai cô. Câu cuối cùng, chơi xong lại bỏ, khiến cô chết trơn tại chỗ. Cô đau tới trào nước mắt, không thể tin nổi tin tức vừa nghe thấy. Hóa ra, từ khi gặp lại nhau ở đất nước này, ở trước mặt cô, anh ta luôn hiện ra khuôn mặt vô cùng xa lạ, vô cùng bí ẩn. Cô cứ nghĩ anh ta tạo vỏ bọc, nhưng không phải, nó là mặt dạ dính da, vô cùng hoàn hảo. Trà Khanh rủ mắt xuống, một lúc sau ngẩng đầu lên, khóe miệng hiện ra một nụ cười hết sức bình tĩnh. Cô đi đến chỗ hai mẹ con nhà kia. Bà Mỹ nhìn Trà Khanh làm như ngạc nhiên sửng sốt. Ồ, Trà Khanh đó à, lâu lắm mới gặp cháu, dạo này có vẻ xinh xắn hơn xưa. Cháu chào bác, lâu ngày không gặp. Việc giật mình quay sang thấy Trà Khanh, gương mặt anh cứng đờ, khóe miệng khẽ nhếch lên, bàn tay trong túi quần thể thao bị nắm chặt lại. Anh liếc đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Trà Khanh. Ánh mắt của cô ấy, oán hận, bi thương và phẫn uất. Mẹ anh đã thành công, vậy cũng tốt, lời hứa ngày nào anh đã không thất lời. Trà Khanh hít sâu một hơi, chậm chậm nói. Anh Việt, trò đùa của anh là thật. Trà Khanh vẫn đặt ánh mắt ở người đàn ông trước mặt. Sự yên lặng của anh ta là sự sỉ nhục đối với cô. Cô cười thành tiếng. Vui thật, đời đúng là một sân khấu hài. Bà Mỹ bên cạnh nhếch môi thỏa mãn. Lần này thì hai đứa đứt đoạn nhân duyên thật rồi. Nguyên cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn Trà Khanh. Đúng vậy, đời là một tấn hài kịch và giả tạo, đến nỗi cô có thể đóng kịch với người bạn tốt nhất trên đời. Một người đàn ông mang kính đen cao ráo lịch thiệp đi từ ngoài sảnh vào, tự nhiên khoác vai Trà Khanh. Baby, anh xin lỗi, gửi xe lâu quá. Trà Khanh ngẩng người, ngước lên nhìn Huy cười nhẹ. Không sao anh, em đợi được. Chân mày bà Mỹ nhíu lại, thầm quan sát người đang ôm con bé kia.
nhìn qua cũng biết giàu có, nhưng không thể đẹp trai bằng thằng Việt nhà bà. Thân mật thế này thì lời đồn sắp cưới là đúng chăng? Bỗng chốc, bà Mỹ thấy nhẹ cả người, nhưng sự ghen ghét vẫn nhen nhóm như ngọn lửa nhỏ trong lòng. Huy kéo Trà Khăn ngồi xuống ghế chờ, cô không cự tuyệt, ngồi bên cạnh anh nhìn ra bóng đêm xa xăm mà mất hồn. Thật sự bây giờ cô cần một hơi ấm của ai cô không còn quan trọng nữa. Cô nhớ tới rất nhiều việc, nhớ tới cô khi còn bé, nhớ những năm tháng không buồn không lo. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì mọi chuyện có thể khác hay không? Nếu như trở lại năm ấy, cô còn muốn yêu anh ta điên cuồng nữa hay không? Trà Khanh về Việt Nam, tiếp tục học đại học, nhận show múa ba lê và sự kiện. Cô cũng xin vào một công ty thiết kế nội thất làm nhân viên thực tập. Cuộc sống khá bình yên thoải mái, thi thoảng thấy đời tẻ nhạt, lại rủ Nguyên đi đó đây xả stress. Trà Khanh vừa ngáp, vừa dọn dẹp bàn làm việc. Trưởng phòng đi qua, dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt bừng sáng. Trà Khanh, đi ăn trưa không? Có quán ăn mới mở gần đây cũng ngon lắm. Dạ, cảm ơn anh Kiệt. Hôm nay em hẹn với bạn rồi. Nhỏ đang chờ em dưới sảnh, để hôm khác nhé. Kiệt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn, vội vàng đi ra khỏi phòng, cứ ngẩn ngơ mãi. Người đâu á, vừa hiền lại vừa xinh, hót TikTok mà chẳng hề kiêu kỳ một chút nào. Từ ngày cô ấy vào công ty, sáng bừng cả phòng thiết kế khô khan. Sáng nào, lũ trai ở công ty cũng giành giật đi cùng thang máy. Trà Khanh xuống sảnh, bước nhảy nhót đến trước mặt Nguyên. Chờ mình lâu không? Sáng nay ở công ty nhiều việc quá, dẻ rã cả cánh tay ra, không ngờ đi làm mệt mỏi vậy á. Hay là thôi không đi nữa, để cậu về nghỉ ngơi. Không, đi chứ, phải đi để còn xả stress, lấy tinh thần làm việc. Hai cô gái đến trung tâm thương mại. Giờ chiếu phim đã hết, đành chờ suốt chiếu sau. Trà Khanh kéo Nguyên vào các cửa hàng trang sức ngắm nghía. Cô đang có hứng thú về thiết kế trang sức, có thể sẽ đi học một khóa. Chẳng ngờ lại đụng mặt Hoàng Ngân cũng xem trang sức ở đó. Cô ta giờ đã là sao hạng B, đổi được nhà, thậm chí tàu cả xe hơi nữa. Trà Khanh nhếch môi cười mỉa. Đúng là loại người lươn lẹo mới có thể tiến nhanh như vậy được. Hoàng Ngân nhìn ánh mắt của Trà Khanh, nhìn không được, hơi nóng bốc lên hừng hợt. Con Khanh đã không lên nổi sao hạng B, lại còn hóng hách. Lâu nay cô ta vẫn nghe ngóng tin tức của Trà Khanh, nghe nói sắp lấy Huy, máu ghen tị lại càng nổi lên. Cô ta thầm hối hận vì mình đã hại Trà Khanh quá sớm. Đáng lẽ cô ta phải làm thân hơn nữa thì mới tiếp cận được chàng thiếu gia đó. Một nước cờ nóng dội, ngu quá là ngu. Không còn cách nào khác ngoài việc ăn không được phá cho hư. Ngân ngọt nhạt. Cậu đoạt huy chương bạc mà không thấy tiếng tăm trên báo gì cả. Tôi không phải là loại người bất chấp để lên báo như cậu. Chơi dơ, không biết xấu hổ, còn giác mặt qua đây nói chuyện sao? Thôi, mình biết lỗi rồi. Trong showbiz này á, đúng là mình không thể tìm một người bạn nào như cậu. Tha thứ cho mình được không mẹo? Trà Khanh nghe nó Thảo Mai gọi biệt danh của mình mà buồn nôn. Biểu hiện gương mặt đó, nếu là trước đây thì cô đã sập bẫy rồi. Tiếc là cô giờ đã không còn là Khanh ngốc như ngày xưa nữa. Rồi sao? Mình lại thân nhau như trước đây nhé. Hoàng Ngân hồ hởi. Trà Khanh liếc mắt châm biếm, kéo Nguyên đi ra khỏi cửa hàng, lướt qua Hoàng Ngân, dừng lại nói vào tai. Còn lâu, gai nhổ được đi rồi, để cho cắm lại thì ngu quá. Mặt Hoàng Ngân chuyển sang đỏ rồi tái đi. Không nghĩ một đứa con kiến cũng không dám giết như Trà Khanh lại có thể thốt lên những lời đó. Hoàng Ngân rút điện thoại, bấm lia lịa về cho mẹ, gắt lên. Mẹ dọn nhà, con về ngay, có chuyện này muốn hỏi mẹ. Trợ lý bên cạnh
nghe tiếng mẹ Hoàng Ngân trong điện thoại chưa kịp dứt thì đã bị ngắt cuộc gọi, rồi truyền đến bên lỗ tai một âm thanh the thé nho nhỏ rít lên. Con Khanh mất dạy, mày chết với tao. Trà Khanh đi ra khỏi cửa hàng trang sức, bực phát điên. Nguyên đi mua hai cây kem tươi đưa cho Khanh một cây. Ăn đi cho hạ hỏa, bồ cẩn thận đó, con mắt của nó không hiền đâu. Giờ mình không liên quan gì nó nữa, không phải lo. Cẩn thận vẫn hơn. Ừ, mà bồ nói xin được việc làm rồi đúng không? Phục vụ trong quán cà phê thôi, chứ giờ mình có biết xin việc gì đâu. Trà Khanh ngẫm nghĩ, hồi trước cứ nghĩ dễ xin việc lắm, nhưng ở đâu cũng đòi hỏi bằng cấp. Chỉ bằng lớp 12 thì đúng là chỉ lao động chân tay được. Ngay cả lễ tân khách sạn nhà hàng cô quen cũng đòi hỏi ít nhất bằng sơ cấp. Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý. Hay là cậu đi học bằng tại chức buổi tối đi, rồi xin làm buồng phòng khách sạn ca ngày. Mình có một người bạn mở khách sạn 2 sao gần nhà, mình sẽ nói trước với người ta nếu bộ không chê công việc đó. Mình chê bao giờ đâu, mình chỉ sợ chậm chạp, mà thiếu kiến thức về cuộc sống như mình, người ta có chấp nhận hay không? Bộ chăm chỉ mà lại tỉ mỉ siêng năng là hợp mà, cũng nhẹ nhàng, không nặng nhọc gì lắm. Làm nha, để mình hỏi bạn. Nguyên nhìn Trà Khanh ngẩn người. Thật sự, cô chưa bao giờ gặp một cô bạn nhà giàu nào nhiệt tình chân thật như Trà Khanh. Cô ấy làm cô hổ thẹn với lương tâm mình, không biết sẽ gột sạch được thế nào cho xứng đáng với tình bạn này đây. Trà Khanh, cảm ơn cậu. Thật sự rất cảm ơn. Nếu chẳng may mình có lỗi, cậu có tha thứ cho mình không? Sao vậy? Trà Khanh lo lắng hỏi. Nguyên chần chừ định nói ra, nhưng lại không đủ can đảm. Cô sợ sự thật phơi bày, Trà Khanh sẽ nhìn cô với con mắt khinh rẻ. Cô sợ tình bạn tốt đẹp này sẽ không còn tồn tại nữa. Nó thật sự là thứ tình cảm giá trị nhất trong cuộc đời cô từ trước đến nay. Mình ví dụ thế. Bộ không cứu mình thì làm sao chúng ta ngồi đây được? Đi ăn nhanh đi, đói quá rồi. Truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.